Một bức tranh khi được lựa chọn để trang trí không gian đều mang ý nghĩa tốt đẹp, trong đó ý nghĩa của bức tranh Vinh Quy Bãi Tổ hiện đang là chủ đề được nhiều người quan tâm. Cùng từ đường Kisato khám phá quá trình đắp bức tranh rất đẹp và ý nghĩa này nhé. Với ý nghĩa là thể hiện lòng biết ơn cội nguồn, bức tranh thể hiện sự hiếu kính của bậc hậu bối đối với tiền nhân, đồng thời là niềm tự hào của gia chủ đối với những cố gắng của bản thân. Bên cạnh đó, Vinh Quy Bãi Tổ còn ý nghĩa giáo dục hiếu học, nhắc nhở các thế hệ con cháu phải chăm chỉ học hành, đem lại vẻ vang cho gia đình. Nếu xét về mặt nghĩa của ngôn từ, Vinh Quy Bãi Tổ là cụm từ giàu hàm ý, vinh trong vinh danh, thành công, vinh hiển, quy nghĩa là trở về quê hương, chốn cũ, bái nghĩa là bái lại, khai phấn. Tổ vừa mang ý nghĩa là tổ tiên của các thế hệ đi trước, vừa bao hàm cả ý nghĩa là nơi chôn rau cất rốn. Vậy Vinh Quy Bãi Tổ có nghĩa là khi một người mà thành danh trong khi thi cử hay bất kỳ lĩnh vực nào đó, họ sẽ quay về quê hương để bái lại, diện kiến tổ tiên gia đình. Vinh Quy Bãi Tổ thể hiện hình ảnh các vị tân khoa được rước từ kinh thành về quê bởi một đoàn hộ tống rất trang trọng, trống rong cờ mở, có đầy đủ cờ nọng chiên trống, nính gióng phác giáo, khiêng đồ. Khung cảnh miền quê thể hiện nên dân dã bình dị với cây đa, nụy tre dưới nước đình làng, với cùng tiếng hò reo chúc mừng của người dân và những người có chức sắc khác nhau trong đình làng. Người Vinh Quy có bốn nơi phải thực hiện nghi lễ bái tổ, đó là một đình làng, hai là nhà thờ tổ của dòng họ, ba là trường học và bốn là nơi thờ tự của gia đình. Và chúng ta cùng xem các bác thợ, những nghệ nhân tài ba của công ty cổ phần xây dựng từ đường Kisato đang thực hiện bức tranh này. Rất là đẹp phải không ạ? Và những hình ảnh rất là gần gũi được hiện lên như là cây đa giếng nước sân đình. Và khi mà hoàn thành bức tranh này thì chúng ta có thể sơn giả đồng hoặc là giả vàng, thậm chí là sơn màu lên, bức tranh sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và mọi người thấy tác phẩm Vinh Quy Bãi Tổ này như thế nào ạ? Nếu thấy đẹp và ý nghĩa, hãy lưu lại và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.